Vâng, hello, mình xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang trên đường đến tổ chim cu văn nha các bạn. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ thăm lại xem là chim con lớn bằng nào rồi. Và mình sẽ gắn máy quay để cái lúc mà chim mẹ cho chim con ăn nha các bạn ơi. Mình sẽ quay cận cảnh cái lúc mà chim mẹ cho chim con ăn nhá. Cái loài chim cu văn ấy thì nó cho chim con ăn rất là ít trong ngày nha các bạn, bởi vì chim con nó có diều ấy. Rồi, đây. Bây giờ mình sẽ trèo lên tổ và quay cho các bạn xem nhá. Vâng các bạn ơi, chim con đã lớn bằng này rồi nha các bạn. Đây, lớn rất là nhanh luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn máy quay và các bạn cùng chờ xem nhá. Thank you.
Vâng các bạn ơi, bây giờ mình đang đặt máy quay ở buổi sáng ấy. Chim con rất là đói cho nên là chim mẹ cho chim con ăn rất là nhiều nha các bạn. Và loài chim cu vằn này thì nó ăn thức ăn, tức là chim mẹ đi ăn thức ăn dự trữ ở trong diều và về tổ thì bón cho chim con ăn nha các bạn, chứ nó không thả mồi giống như là chim chào mào hay là chim bách thanh đó. Rồi và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.